Ok, dạ xin chào bà con, trở lại với Thành trong cuộc sống tôi ra. Vợ nói làm ngày làm bằng ngày thường không đủ, tranh thủ làm thương cuối tuần nữa. Hôm nay là Trâm có bán canh bún nè, muốn chợ đêm nè, đây đang luộc rau muống nè. Đó, đó con nào canh bún hay con, đèn út của mình nè, chào bà con. Con này rất vui thôi. Đó, này nấu cho vui thôi, ra ca hát cho vui thôi, đặt vỡ nắp lên cho con. Rồi, giờ quá hấp dẫn luôn nè. Ok, giờ chuẩn bị đưa cái món hàng này ra xe nha. Đạt, con làm gì nè. Giá trời đừng có đổ, nếu đổ tôi trốn luôn á. Đổ là vợ la chết luôn á. Nè, nó có quay đó con. Có quay đó, Cái handle á. Nóng ra chừng con nó đổ nha. Hello, xin chào bà con, cô bác, anh chị em trên YouTube Thành Trâm Cuộc Sống Florida. Bà con thấy gì quá trên đồ nhiều không? Bữa nay hai vợ chồng mình đi đi bán trời trời, mà giờ này 3 giờ cũng nắng, còn nắng quá trời nắng mà phải đứng sớm nha. Tại vì thấy dọn đồ xuống. Ở bên kia mấy cái dù màu này màu nọ đẹp quá ha. Hả? Màu hồng, màu cam. Đây, có người bạn ở Orlando xuống phụ đó nè. Kéo nguyên cái trailer đi quá trời lợn. Bán không biết, nó mướn 30 đồng giờ từ lên đồ xuống. Ôi giờ bán ngày đầu tiên lấy kinh nghiệm trước đi, lời lỗ tính sao hả? Ngày đầu lỗ tính đi. Ừ, ngày đầu lỗ không biết rồi, mướn hết 30 đồng rồi. Đập lắc lắc cái ngày 30 đồng thở từ đầu xuống. Ngày đầu lấy vốn lượt rồi. Ồ, mình kế bên cái chỗ bán bán seafood nha. Tại vì mấy cái chỗ kia không, bật bàn đi. Mấy chỗ kia người ta ngồi hết rồi. Ủa mình đậu xe đây tới tối luôn được phải không? Được. Vậy là xe rất tiện. Ủa sao hồi nãy? Đây là quá trình của hai vợ chồng mình bán chợ đêm nha, lần đầu tiên lên cho cuộc đời của mình luôn á. Hai chồng này nữa nè. Lần đầu tiên luôn á, ao ước á. Tôi cực mà vui. Nói chung là người ta nói cực lắm, nhưng mà nghề nào cũng cực hết trơn á. Kiếm tiền mà. Đúng không? Vừa vui mà vừa cực mà vừa có tiền làm cũng làm hết trơn á. Nghề đi biển cũng cực chứ vô. Nghề nào cũng cực hết á. Đó, lên. Rồi, múc nhón lên. Múc. Đây nè, hồi lúc này miếng gạch đây nè đó. Ừ đúng rồi. Lùng le lói. Lùng lùng có nhóm đúng không? Ê bà ơi. We neighbor. Neighbor. Oh you make make what? Salad? No. Crawfish. Crawfish shot. It's the sauce. Tưởng phải làm đu đủ, gọi đu đủ. Còn ốc không? Phải. Ốc của tớ còn. Oh, stand, not a stand. Hả? Biết. Ồ, có dù nữa hả? Đã vậy mát nha. Ồ, mưa gió không sợ luôn á. Bán gì bển vậy? Cái bếp này là bếp lưu động của ổng ở nhà, không giờ đem đẩy ra đây luôn nè. Lát mà muốn bán nấu ở đâu thì đẩy theo cho đó. Đó, cái dù xong rồi. Có cái dù cho màu xanh hạt với mình quá vậy, mình màu xanh luôn nè. Xanh màu hy vọng. Cùng màu. Đó, mát rồi nha.
ghế nữa không ơi? Ghế lằn trắng á. Okay. Không có ghế cho mấy đứa ngồi. Mấy ghế. Thấy ông bà con bây giờ là 3 giờ mà 5 giờ bắt đầu khách đến mà mình phải ra sớm đi dọn dẹp. Có nhiều người cũng chưa đến nữa kìa, thấy không? Bữa nay có lô tô nữa. Đèn lên đó. Khi vũ trụ lên đèn thành phố ngã nhiên. Lăn sang lên không? Cái này để vào này đi. Ủa anh có chặt pin điện thoại phải không? Mình là thần đèn đi đâu, có mình là có ánh sáng à. Đèn này sáng lắm. Cũng ok. Bây đấy. Giờ chuẩn bị bỏ rêu vô. Nè, đó, bún riêu và trăm mớm đây. Bỏ cục bự gì nè, lát sáng ra chứ không phải một tô một cục bự nè nha. Không lấy muỗng múc. Muỗng nè. Đó, bỏ vậy á, sáng cho nó chưa. Bỏ riêu xong rồi bỏ đậu hũ. Vậy thôi. Mình tới múc nó thôi, đâu có gì khó đâu. Giờ múc đây đi. Lên rồi. Bà đi vòng qua đó đi. Hả? Đó. Đúng chưa? Đúng rồi, vừa lúc bán ngày thôi. Nè, hãy bỏ cà chua vô nha. Chiên càng nhiều càng tốt, bán tốt mình khỏi chiên. Bán ngày chủ nhật á, hay thứ bảy tùy. Ừ, bán ngày. Tại đây không có bánh ướt, không có bánh cuốn. Đây là mì xào giòn chiên sẵn tại chỗ luôn nha. Hấp dẫn không bà con cô bác? Mướn thợ nấu ra luôn á, thợ chuyên nghiệp luôn á. Đá thợ chiên giùm luôn. Giờ mình đừng làm mẫu. Đừng có mặn như đó đủ rồi. Đừng có. Được rồi, được rồi. Ăn nhiều món không phải 10 món mình đâu. Này nè. Cho nó sắp cho nó tròn lại cho người ta chứ. Đó, đẹp không? Quá đẹp luôn. Trời ơi. Vậy xong rồi. Xong rồi bỏ nhân lên. Ủa, đặt xe nó chắc tương lên không vậy? Có. Em bỏ lên xe của Đạt rồi. Chờ em chờ Đạt tới để em lấy cái... Xong rồi mình chiên. Đồ quên nó cái bao. Vậy thật là chắc chắn không có 100%. Được rồi. 13 đồng thôi. Giờ có ai mua chưa? Nè, từng phần vậy hả? Ở đây hả? Lâu vậy? Thì 7 phần đó. Ờ. Nhưng mà mình phải mình bỏ ra 300 nha. Quá ngon.
Chim quốc không? Có nhiều người phụ lắm á. Dẫn không bà con cô bác. Bún riêu này giống như bún riêu ở Việt Nam. Hình canh bún chứ anh, lộn lộn. Rồi, chú mít đừng ăn nhiều nước quá. Đây là mì xào giòn. Sao giòn mày vô mày vô dạ dạ không vịt lộn kia cô lại quán canh bún họ vịt lộn sao nó hơi kịch ngộ ngộ bữa nay giờ sắp 8 giờ bên trời còn nắng sáng vậy nè à, mọi người đi còn chưa đông lắm nhưng mà thường thứ bảy đông hơn chủ nhật đó mà đây có người mua nè không nãy giờ tội nghiệp không thấy ai mua hết bây giờ có người mua rồi kìa à, nó đặt xếp mình chỗ này á người ta đi nguyên một vòng đảo một vòng có tới đây anh no mất tiêu rồi rồi không ai mua hết quán hôm nay thất thu bà con ơi bác ơi đây là còn một nồi một nồi nồi bún to cỡ sườn như vậy nè, làm sao ăn cho hết đây nọ thấy chưa hồi ôi đây, bên cạnh đây vừa bán vừa cho nha ngon, cái này là tặng nha dạ bán vừa cho là sao chị dạ nó vừa bán rồi cho ăn dạ một tô ăn đây hả chị dạ rồi ok đặc biệt luôn nha lấy xương không lấy xương không xương gặm ngậm ngon lắm á có thịt á đặc biệt là giá khác không mình vừa bán vừa đặc biệt ok à, nhìn cái tô bún đặc biệt chưa bỏ tôm vô
ớt không, ớt không? Dạ không ớt. Dạ rồi. Chanh vô. Chanh rồi, đây. Chanh dắt vô đây nè, dắt cho hai miếng chanh luôn nè. Đó, chị dắt chanh chanh vô nhanh nhanh mắm tôm nè. Thơm nha. 13 đồng thôi. Dạ. Đúng mì xào giòn. Dạ, bé nó ờ. Mì xào giòn là cái gì? Là crispy noodle. Crispy noodle. Chủng ngồi. Dạ. Thơm vị mắm tôm ngon đó, chị dắt vô đây nè, dắt vô đây nè. Dạ, vô cái đó đó. Dắt hai miếng đi. Ông dạ, sợ nhiều quá. Ngon, cái chua mới ngon. Bây giờ em không có chỗ ngồi, biết ngồi đâu đây nữa nè. Ở đây được không? Đây, ngồi ghế đây luôn. Ghế. Có khách đến rồi, có khách đến rồi nè. Khách mua hai phần to go nha. Trời ơi, lâu có khách đến mừng. Ê, cái này bể nha. Để đổi nó ok. Có đầy đủ chị. Bán đầy đủ, có chả cá luôn đầy đủ á. Không, để riêng đó, để riêng mở thăm. Để riêng hả? Ừ. Để trong phần em chạy gì em chạy đồ. Đó, để lên vậy đó, rồi bánh rau vô. Rồi muốn đủ bạn em cũng lên đồn mới về á, em còn không gì nè, em để hai cái này còn hai cái này em bỏ một cái không? Em cũng tính vậy đó. Ờ trời ơi, lâu có khách tới mua mừng quá. Cô này ở ô lên đồi xuống nè, đi lên chợ đêm ở trên đó không có hả? Không. Ờ chứ nó cộng đồng cũng đông mà chỉ có tết thôi. Dạ có lẽ nó phải làm một cái em nhớ. Tại cộng đồng đông mà. Dạ. 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 Rau cỏ được hết không? Rồi có cỏ nha. Có rau thôi, không có cỏ. Đó, mới còn có khách nữa rồi. Này anh này, anh này lo thao tiền này. Cho thêm miếng rau vô hả ơi. Dạ 26. Anh chị em này cách đây, anh chị nở cách đây 2 tiếng luôn á, tới đây mà thèm canh bún mà đó, giờ mai bán, bây giờ mình bán. Có nhiều người á canh bún không hiểu. À, chả cá ngon lắm á. Thôi chả cá không? À. Có đủ muỗng chưa? Rau rồi. Rồi, đầy đủ. Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Đó, bây giờ chuẩn bị khu xếp đi về nha. Những cái một chung vô còn dư cũng khá nhiều nha. Lần đầu tiên bán nấu nhiều quá. Bán được có một nồi duy nhất thôi. Nè, một nồi thôi. Nè, thấy không? Hết một nồi, bây giờ còn bên đây một nồi nữa. Giờ không biết làm sao luôn á. Chắc về cái bỏ trong đá. Ăn từ từ quá. À, giờ hai bữa nó gọi bằng cái gì? Cô Thắm hả? Hai cô cháu. Rồi hai cô cháu đang ngồi ăn con fish. Ăn cái cái không? Phải ăn cái không? Có bao tài xong đeo vô. Bắp. Ăn vậy đó. Giờ quan giả nó mới ngon. Rồi xin chào tạm biệt bà con cô bác nha. Giờ mình dọn dẹp. Chuẩn bị đi về. Tại giờ cũng gần 10 giờ rồi. Rồi chuẩn bị dọn dẹp đi về. Nãy giờ anh đâu anh? Đi tàu chơi chứ đâu. Trời ơi xuống vậy. Giờ anh con bán anh đi tàu. Để mỗi người nhiệm vụ. Vậy hả? Ừ. Thôi giờ dọn dẹp tiếp sao đây ta? Dọn dẹp đi về. Anh xin hẹn mọi người video kế tiếp mà tuần sau cái bán gì nha. Để nhớ theo dõi. Tuần sau bán gì? Em bán hủ tiếu mì Hoành Thánh. Mồi nhậu cái làm mồi gì từng sau đi qua khỏe không em? Mẹ ok không? Cái nhà mình ok không? Không. Yeah.